Hello, hello anh em, chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ. Một cuối tuần Hà Nội hơi lạnh lại rồi. Anh em thì ấm nhất là ở nhà xem chim thôi. Ở trước mắt các bạn là team Kalo TI. Như mình có nói với anh em, thế là mùa TI thì kể cả TI xịn, TI fake, TI 19, TI 20 hay là TI 21 thì đều búp chung một team Kalo hết. Nó là có một cái khá lợi. Thế là mỗi năm thì các bạn có chỉ cần update thêm một hai con hàng thôi là nó vẫn full team Kalo bình thường, và mùa TI thì đều là những cầu thủ đa phần là tốt. Như các bạn thấy là 19 này, 20 và 21 búp chung một team hết. Hiện tại thì Gà Rán cũng đang có rất nhiều những cái event cào thẻ. Nếu anh em có nhu cầu làm FC thì anh em hãy ủng hộ bạn Việt Khoa. Thông tin mình có để ở phần khung chat. Yo. Tập này mới thế giới 2 thì cũng không khó lắm. Ui. Cắm hết cả xuống này. Rồi, và chủ yếu ngày hôm nay chắc nhân vật chính sẽ là Vardy. Hôm trước mình mở ra con Vardy cộng 5, mình chưa đá. Hôm nay mới có cơ hội mục sở thị. Các bạn mà thích các cầu thủ đương đại ấy, thì các bạn làm một cái team như thế này là cũng khá ổn này. Không thích xài mấy ông đã giải nghệ thì team TOTI chính là team Kalo được, toàn cầu thủ chất đấy nhé. Bắt đi hay quá, penalty dành cho bắt đi. À, bền vị Cao Văn Đức nhá. Merino con hàng này, ác mộng, ông nào chẳng có, ông nào là nạp sự kiện vòng quay mở chẳng ra con Merino này, chỉ số thì thấp loài chỉ ra, anh em thích đập lên lúc nào chẳng được. Laporte, Merino, Ginter, ông nào chẳng có, các bạn cứ đập lên mà đá thôi. Wow, pha xử lý của Felix rất mềm dẻo. Hợp nhị. Chào bác Thanh nhá, chào Thế Anh nhá. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo tì. Có pha tả xung hữu đột, chuyền cho Vát đi. Thằng cát đốp này to lâu rồi mà em. Ngày xưa là anh hay dùng nó lắm, nhưng mà bây giờ nó giảm chỉ số nhiều rồi, nên là anh ít dùng đi. Cát đốp này anh dùng từ cái hồi nó đá Roma. Kanté này. Kanté ở FIFA truyền thống đá như vị thần. Chuyển hơi ngu thôi. FIFA này thì khá phế. Vát đi. Vát đi. Rất nhanh và dứt điểm. Rất cục xúc. Úi giời. Má ngoài chân phải rồi. Khả năng dứt điểm của Vát đi là rất cục. Mùa 20 TS với lại 21 TI thì Vát đi có chỉ số 2 chân 5 năm. Điều vãi. Thôi mà nâng cấp như thế này thì nó mới có cái gì hay ho mà đá, chứ nếu mà chân 5 chân 3 thì không ổn lắm. Ít người dùng. Hồi đầu mình đá Vát đi mùa hot mọ ghê rồi, nhưng mà con đấy là chân 5 chân 3. Bây giờ rất dở cái chỗ là nhét con vào thì thừa lương mà không biết giảm tải lương ở đâu. Đội con nào lương to. Thành ra hàng dự bị này là hàng dự bị phế vật. Nếu
làm được cái gì cả. Rồi nhét con M13 vào là chịu đét. Mình chỉ còn một cách là mình dùng con Muller làm thủ môn. Muller thủ môn thì ngu lắm. Đội bã sút kiểu gì nhập vào. Đấy cho nên là team mà build đang nhân sự khá thiếu hợp lý. Vắt đi. Ui. Ok, cảm ơn thắng. Ngay pha dứt điểm đầu tiên của trận đấu, Vắt đi đã đưa bóng vào góc chết. Mãi tưởng. Con Vắt đi đầu tiên mà mình thấy nó bắt đầu ngon đấy là con Vắt đi mùa hot, lúc ấy lương 18. Tôi chơi cặp Vắt đi với lại Perisic. Sau đấy ngày hôm nay mình mới quay lại mình dùng Vắt đi lần hai, lần này đã khác. Anh đã 2 chân 5 năm. Thêm chỉ số ăn vạ nữa. MP3 đóng thôi. Ở những cái con hàng TI 19, 20, những cái con hàng nó limit rồi. Mình khuyên thật lòng các bạn là gạt ngay nó ra khỏi đầu. Đừng có lăn tăn làm cái gì cả. Kệ mẹ nó đi. Game mỗi tháng nó ra một mùa. Các ông quan tâm mấy cái mùa limit làm gì? Mấy con TI 21 đây này, giá nó đang giá phôi thì không mua. Còn cái TI 19 vứt. Khiếp. Đóng như bòm. Đội toàn thằng chân to. Như bây giờ con Zo 7 ấy, con Zo 7 LH ấy. CR 7 LH ấy. Nó đá ngon gấp mấy lần cái bọn CR7, TI20 với lại là... Và đương nhiên là nó ngon hơn CR7, TI19. Nó ngồi lên đầu luôn à. Bây giờ đi quan tâm con CR7, TI19 làm cái gì? Me gì nộ. Ui hờ. Căn tè. Merino. Chào các bạn nhé. Salah trong game này cũng được rồi các bạn. Khỏe hơn Messi. Đá kiểu chạy sút thì hơn, Messi thì thông minh hơn, Messi yếu hơn Salah. Pen, đấy không Pen. Ronaldinho. Phải, sút bừa ra bồi. Đấy hậu vệ lương 5 đấy. Hậu vệ lương 5 ngu vãi đạn ra. Bóng rơi trước mặt này, ôi đỡ hụt. Chán vãi. Nán tầm này là các thánh biết bẫy việt vị các thứ rồi. Đấy. Chán vãi. Để tạt cho, hỏng rồi. Mấy ông hậu vệ đứng đờ hết ra rồi. Ăn cứt rồi. Trận này toang.
Vai, vai. Đến thế không ăn. Xoạc sau luôn. Anh rất thích những người như em. Hỏi câu gì donate cái. Văn minh thế. Rất thích. Hiểu luôn. Thằng em với bà nó chạy quanh luôn. Tôi bấm tắc bóng nó không tắc. Eo đỡ được. Chạy hai vòng. Bấm tắc bóng không tắc thì sẽ vãi lìn game. Cái nền tảng Facebook nó ôm đồm quá nhiều thứ. Với lại thực ra nó cũng một phần do cái thói quen của người dùng nữa. Các bạn vẫn đang dùng cái app Facebook bình thường, app Facebook cơ bản, cổ điển để các bạn xem like đúng không? Các bạn download cái Facebook Gaming về. Mình nói thật, nhiều bạn cứ ngại thì một cái thao tác download cái phần mềm về thôi, dùng Facebook Gaming đi. Nó mượt hơn nhiều so với lại là dùng cái app cổ điển. App cổ điển các bạn chỉ đọc tin thôi, đọc new feed thôi. Nhất là bạn nào đang xem trên máy tính bảng nữa. Yeah. Thường ấy là khi các bạn mà dùng fake IP ấy, hay mình có nói là VPN đi, thì nó sẽ làm cho cái cổng, mặc dù là các bạn đi vòng nhưng mà đường nó thoáng, giống như là các bạn đang bị chặn mạng ở Việt Nam, mình cứ lấy lý do là kiểu như là tắc đường đi, cái trục đường chính nó tắc đường thì các bạn đi đường vòng, nhưng mà đường vòng nó thoáng nên các bạn vẫn đi được và nó không bị nghẽn, nhưng mà bởi vì đường vòng cho nên nó xa hơn thì ping nó cao hơn. Cho nên là dùng cái fake IP để mà chơi game ở Việt Nam mình ấy. Ví dụ là đá FO4 thì nó sẽ không làm cho ping của các bạn tốt hơn đâu. Nó có thể giúp các bạn không bị tắc đường. Nhưng về thực tế thì quãng đường nó xa hơn. Đấy, các bạn cứ hình dung như vậy là các bạn hiểu là dùng cái 1.1.1 nó có giảm ping được hay không. Nó có thể giảm ping đối với những game ở server nước ngoài. Nhưng mà với game ở server trong nước thì nó không có tác dụng gì cả. Kiến thức cơ bản đấy, em vừa giải thích xong. Ôi, ô không lỗi. Tầm này mua được 21 Ti không? Câu hỏi của em tính chất nó cũng giống như là có nên mua Bitcoin vào thời điểm này hay không? Éo ai trả lời em được. Kể cả những cái thằng giàu top đầu thế giới nó không thể trả lời em được. Kiến thức về kinh tế của nó một bồ, nó không trả lời nổi là có nên mua Bitcoin vào thời điểm này không. Câu hỏi của em tính chất nó y như vậy. Nhưng mà được cái là nó đơn giản hơn. Ở chỗ là mấy con TI trong game này nó cũng rẻ thôi. Tính ra giá trị đồng tiền thì nó cũng rẻ thôi. Thành ra là có thì em cứ mua đi, lăn tăn gì lắm thế. Làm con Rockwell 8 là xong, cũng là một ý kiến hay em. Cậu 8 bây giờ nó cũng đầy mà. Kante thời Tú Chèo cho Kante out rồi còn gì nữa. Jorginho với lại Kovacic. Cơ bản là Kante khả năng phối bóng của nó không tốt thì cho nó ra thì cũng chả vấn đề gì. Mỗi huấn luyện viên người ta có cái bài riêng. Cũng chả phải vì Kante nó tệ, cũng chả phải vì Tú Chèo nó ghét, mà là nó không phù hợp thì cho nó ra thôi, gì đó, chuyện bình thường. Kante là phối hợp truyền bóng nó không tốt thì ra thôi.
Bảo đấy không ăn là dở. Đá hơi thiếu suy nghĩ. Laporte. Kovacic. Tìm được vài con đá được à? Kovacic đá được tròn vai. Chứ thằng Felix đá chán lắm. Nhiều con AI nó ngu, bút chỉ số lên thì đá vẫn ngu. Hà Lan chẳng hạn. Vardy siêu tốt thật. Vardy phong độ trận này cắm xuống.